Phân thân tập hội phẩm thứ hai, một hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục, trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết. Vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng địch đã được giải thoát, ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đông đến số nghìn muôn ức na cho tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thảy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho trụ nơi đạo vô thượng trên đẳng giác trọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sinh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng dứt, nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Địa Tạng Bồ Tát mà tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi rồi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Hai Đức Như Lai an ủi ủy thác. Bấy giờ Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng, xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết. Vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng, ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa những chúng sinh cam cường như thế, làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ tà về chánh, nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sinh quen theo tánh ác. Muốn độ chúng đó, ta cũng phần mình trăm ức thân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sinh đó, nếu là người căn tánh sáng lẹ nghe pháp của ta thời liền tín nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sinh, mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, quỷ thần, hoặc hiện ra rừng, núi, sông, ngòi, ao rạch, suối làm đất cho mọi người, để rồi độ họ được giải thoát. Hoặc hiện ra thân tiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quen thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhận đến hiện ra những thân thanh văn, la hán, bích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sinh, chớ chẳng phải chỉ có thân phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sinh cang cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời Đao Lợi, ân cần phó chút đây mà gắn độ chúng sinh, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ ký. Bấy giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hằng hà sa thế giới, trong mỗi thế giới quá độ trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó quá độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo, khỏi hẳn vòng sinh tử hưởng vui niết bàn. Những chúng sinh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mảy lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi. Cuối mong Đức Như Lai chớ về những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Cuối mong Đức Như Lai chớ về những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện, từ số kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Ha ha ha,